Thưa quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương có đông công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, nên nhu cầu về nhà ở rất bức thiết. Trước thực tế này, hơn 10 năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều chương trình kế hoạch phát triển nhà ở xã hội nhằm góp phần ổn định cuộc sống cho người lao động. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân mà hiện số lượng nhà ở chỉ mới đáp ứng rất nhỏ so với nhu cầu. Đây cũng là thực trạng chung của những địa phương có đông công nhân lao động như Bà Rịa Vũng Tàu. Nhằm tháo gỡ khó khăn này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết riêng về chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, trong đó có nhà ở xã hội. Mới đây, Chính phủ cũng phê duyệt đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Những chủ trương này được cho là sẽ góp phần giải cơn khát về nhà ở xã hội trong thời gian tới. Thực hiện đề án phát triển quỹ nhà ở xã hội theo quyết định số 58 ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn thành 9 dự án với quy mô 6,1 hectare, tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 143.000 m², tương đương 1.551 căn hộ. Trong đó, vốn ngân sách đã hoàn thành 7 dự án đưa vào sử dụng 1.225 căn hộ chung cư và 150 căn nhà liên kế, tổng mức đầu tư khoảng 697,5 tỷ đồng. Vốn ngoài ngân sách có 2 dự án với khoảng 176 căn, tổng mức đầu tư 101 tỷ đồng cho công nhân và người lao động có thu nhập thấp. Nhiều dự án được xây dựng ở vị trí trung tâm hay những vị trí có hạ tầng kinh tế xã hội phát triển, càng tăng thêm giá trị cho chính sách an sinh giàu ý nghĩa này. Cái vị trí của chung cư nằm ở ngay cái vị trí trung tâm của thành phố Vũng Tàu thì rất là thuận tiện cho tất cả các cái hoạt động từ sinh hoạt, từ cái nhu cầu cá nhân, nhu cầu gia đình. Cái chính sách nhà ở xã hội này thì đã giúp cho những đối tượng có thu nhập thấp mà là những người cán bộ, công chức, viên chức, những người lực lượng vũ trang, giáo viên có cái chỗ an cư lập nghiệp. Thực hiện Nghị định 100 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, toàn tỉnh có 10 dự án phát triển nhà ở thương mại bố trí 20% quỹ đất ở để làm nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 24,6 hectare. Ngoài ra có 25 dự án phát triển nhà ở thương mại tại thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ đã lựa chọn hình thức nộp tiền tương đương giá trị 20% quỹ đất ở của dự án để phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, do trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, mua bán nhà ở xã hội còn phức tạp và kéo dài, đặc biệt quy định các dự án nhà ở xã hội phải dành tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê và chủ đầu tư chỉ được bán sau 5 năm đưa vào sử dụng, đã khiến nhiều nhà đầu tư không mặn mà. Đây cũng là ý kiến chung được các đại biểu đưa ra tại hội thảo Phát triển nhà ở xã hội góc nhìn doanh nghiệp do Hội Xây dựng Việt Nam tổ chức tại tỉnh Bình Dương đầu tháng 4 năm 2023. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng chính sách ưu đãi cho chủ đầu tư thực hiện nhà ở xã hội chưa hấp dẫn, vị trí đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cùng hạ tầng một số nơi chưa được địa phương quan tâm, lựa chọn phù hợp để dự án mang tính khả thi. Đảm bảo cái điều kiện hạ tầng cho nó thích hợp, chứ không thể là coi như là bố trí một cái nhà ở xã hội mà nó lại ở quá xa cái khu vực làm việc của họ, vừa gây ách tắc giao thông, vừa coi như là mất thời gian đi lại của họ. Thì cái mà chúng ta bù cho cái việc là mua cái giá nhà phù rẻ hơn ấy, nó có khi nó lại không bù lại được. Cho nên là người ta sẽ không mong muốn như vậy. Theo khảo sát, đến năm 2030, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho người có thu nhập thấp khoảng 72.288 người, nhu cầu nhà ở xã hội cho công nhân khoảng 15.000 người. Trước thực tế trên, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thông qua Nghị quyết số 35 về chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030. Trong đó, tỉnh tập trung đầu tư lớn cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà công vụ với khoản ngân sách hơn 10.100 tỷ đồng. Nghị quyết này được xem là bước đột phá trong việc phát triển nhà ở xã hội tại địa phương. Trong đó, ưu tiên các khu đất công phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Đặc biệt, ngoài ngân sách sẽ có khoảng 59.800 tỷ đồng từ các doanh nghiệp để đầu tư nhà ở thương mại và nhà ở xã hội. Theo nghị quyết này, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 sẽ phát triển khoảng 598.000 m² sàn nhà ở xã hội, tương đương 8.329 căn, đáp ứng khoảng 34% người có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Tiếp đến giai đoạn 2025-2030 sẽ phát triển thêm 640.000 m²,
tương đương 8.300 căn nhà ở xã hội. Mới đây, ngày 3 tháng 4 năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt Thủ tướng ký phê duyệt đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Đề án phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn. Quyết tâm của tỉnh cộng với chủ trương quyết sách của chính phủ với các giải pháp cụ thể được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn cho các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, qua đó đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân lao động.